Ok, chào mọi người. Thì mình là Mẫn đây. Hôm nay mình vừa mới ra một cái bản update của cái tool game Lab 42 ha, cho nên mình sẵn dịp mình sẽ làm lại clip hướng dẫn lại từ đầu. Tại vì lúc trước mình cũng đã từng làm một cái clip hướng dẫn về cái phần mềm này rồi, cái tool này đó. Nhưng mà nó là bản cũ và bây giờ nó đã cập nhật nhiều nhiều cái version mới rồi. Ha, nên thành ra cái bản này mình không 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 có xem nữa ha. Cái bản này cũ rồi, 1.1 cũ rồi, và cái link tải nó cũng đã đai rồi ha. FDTM này là đã lâu lắm rồi, mình không có sử mình đã bỏ trang web này rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái trang web mới, nó là trang web cdl.lab42 việt nam.com ha, tắt của từ cộng đồng lab42 việt nam.com. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ vào trang web này, sau đó chúng ta sẽ vào phần giúp đỡ, kéo chuột rê chuột xuống phần hướng dẫn, click vào, chúng ta sẽ lăn xuống tìm vào cái phần phần mềm hiển thị hot game Lab 42 trên Steam cộng đồng Việt Nam. Ok, chúng ta click vào. Rồi, như thường lệ thì version hiện tại nó là version 2.1, là cái phiên bản mới nhất mình vừa update. Những cái phiên bản cũ như là từ 1 chấm tới 2 chấm, và ở đây mình cũng có liệt kê qua từng cái version mà update, thì những cái chức năng trước đây ha, các bạn có thể đọc xem để có thể nắm rõ được cái chức năng của cái tool này. Bản hiện tại là cập nhật 2.1, version 2.1 14 tháng 5 2023. Thì ở bản này thì mình đã fix lại cái phần cài đặt mod trên game map và workshop, cũng như cải thiện cái tính năng hiển thị danh sách hot lobby hoặc là detected của Lab 42 Việt Nam mình. Có những người chơi Việt Nam mình trong đó ha. Và mặt tương nhiên là các bạn phải lưu ý giúp mình ha, cái mật khẩu giải nén là ở đây ha, chứ không phải là mật khẩu FD là 42.tk nữa nha. Cái này là mới hoàn toàn. Mình chuyển sang mới luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ lúc này mà ta tải về thôi, lướt vào rồi các thao tác như tải về thì anh em tự tự xem ha. Ok, sau khi mà chúng ta tải về rồi, đây chúng ta sẽ có một cái tool như thế này. Rồi chúng ta sẽ chụp phải nó, chọn Add Text Here. Nếu mà phiên bản Win tiếng Việt á thì chúng ta sẽ chọn là giải nén ở đây. Ok, rồi chúng ta nhập path ha, cộng đồng test 42 Việt Nam.com đó. Ok, rồi chúng ta sẽ mở thư mục lên. Thì ở những thư mục này thì chúng ta chỉ cần mở cái file cài đặt tool FDTM test 42 online. Chúng ta mở cái file này nhé, chứ hai file này là không nha, chỉ mở file này thôi. Chúng ta sẽ phải chụp và chọn Run at Administrator. Còn nếu mà tiếng Việt thì có nghĩa là chạy bằng quyền quản trị viên đấy. Ok, chúng ta lướt vào chạy thôi. Rồi, sau khi mà chúng ta cài thành công cái tool đó, nó sẽ hiện là cài đặt thành công. Rồi nhấn một phím bất kỳ, mình sẽ nhấn phím Enter ha. Ok, vậy là đã xong. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ mở một cái file, chúng ta sẽ mở tìm cái file mà chúng ta vừa cài lên đây ha. Mình lít vào cái nút này ha, anh em thấy nè, đó lít vào đây đó. Mình lướt xuống xíu là cái file mới, file của mình nó tên là giao diện. Rồi chúng ta cũng có thể kéo ra ngoài ha, kéo ra desktop để mà desktop để chúng ta có thể dễ mở hơn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ mở lên nè. Ok, lít mở lên. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đăng ký tài khoản sử dụng. Thì nó cũng cũng tương tự như cái clip hướng dẫn trước, nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa cho nó thật kỹ và nó chạy áp dụng ở trên version mới. Còn cái này mình sẽ bỏ đi. Clip mới thì mình sẽ đăng ở trên kênh này của mình ha, kênh Philip này ha. Mình sẽ đăng ở trên đây thì các bạn sẽ vào coi ha.
Rồi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào đăng ký. Đối với phiên bản Steam. À, mình sẽ hướng dẫn trên Steam trước. Rồi. Thì chúng ta sẽ đăng ký. Chọn vào nút đăng ký. À, ở đây mình nhập đại ha. Nguyễn Văn Tèo. Tài khoản test 123 test 123 mật khẩu 1 2 3 4 5 6 đi 3 4 5 6 nè. Rồi ở cái bước quan trọng nè, các bạn lưu ý với mình nha, đối với phiên bản Steam, sử dụng Steam nè, game bản quyền đó à, không game bản quyền thì ở đây chúng ta sẽ nhập vào là ví dụ như cái ID Steam profile của mình đó. À, để coi ở đâu á, thì chúng ta sẽ mở cái Steam mình lên. Đây, mình vào profile. Đó, ha. Profile nè ha. Thông tin của mình á. Đây các bạn thấy không? Có cái link ở đây nè. Đó, cái link này nè. Steam cầm ID, sẹt ID nè, sẹt sang cái tên phía sau của mình. Thì nó cũng tương ứng với cái này. Nè. Ví dụ nếu cái này nó hiện cái này. Đó, giống chưa? Thì chúng ta sẽ nhập vào cái ô này chính là cái chữ phía sau này. Fill in this. Đó, nhập y chang là nhập vô đây. Còn nếu mà là một dãy số. Cái này nó không phải là cái chữ mà là nó một dãy số như thế này nè. Đó thì chúng ta sẽ nhập vào cái số này. Đó, nhập cái số này vào đây. Cái số này là tùy theo mỗi profile của mình ha, còn này là chỉ là ví dụ thôi. Cái này là ví dụ. Còn của mọi người như thế nào thì chúng ta sẽ dựa theo cái ví dụ này chúng ta nhập vào cho nó tương ứng. Rồi, thí dụ ở đây mình là như thế này thì mình sẽ nhập vào là tên, date. Ok. Ví dụ vậy. Rồi. Lên Facebook thì để mình dễ tiện. Lên Facebook là để dễ tiện. Mình có thể gia nhập vào cái nhóm group cộng đồng đến 42 của mình ở Việt Nam ha. Mọi người là ở đây nè. Chúng ta có thể vào đây. Thì chúng ta giao lưu hoặc là hỏi đáp gì đó. Rồi. Thì mình sẽ ghi đại cái link Facebook của mình đi ha. Link của mình là MD Mẫn ha. Ok. Rồi. Mình thí dụ vậy đi. Rồi, ở đây mình sẽ ở đây ví dụ rồi chúng ta sẽ bấm đăng ký, mới click vào nút đăng ký ha. Thì do cái mình đã đăng ký rồi thì nó là báo cái Steam ID mình tồn tại, có nghĩa là đăng ký rồi ha. Còn nếu bạn thành công, báo thành công á, thì có nghĩa là đã ok rồi đó. Rồi chúng ta sẽ thoát ha. Rồi ở đây thì mình đã đăng ký tài khoản của mình rồi ha. Đó mình thí dụ đây mình do cho nó nhập sẵn, nó sẽ lưu lại. Rồi chúng ta sẽ bấm đăng nhập. Bấm đăng nhập. Rồi sau khi đăng nhập á, thì do là mình đã chọn sẵn, nó lưu lại thông tin cái tài khoản mình đăng ký, mình đã nhập trước rồi. Rồi mình cũng chọn cái thư mục game bản quyền của mình, thư mục game 4D2 này rồi ha. Đó thì mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem. Đó, chuột phải vào game nè, Pro Local File nè, để mở cái thư mục game mình lên. Đây, mình theo cái đường dẫn này ha. Đó, mình mở cái tool mình lên nè. Chọn thư mục game. EI. Thì các bạn đặt ở đâu á, thì mình chọn ở đó nha. Lưu ý mình là mình đang hướng dẫn ở cái phiên bản Steam. Bản quyền. Đây. Level 2 bản quyền mình nằm ở đây ha. Còn cái bản online update theme thì mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn riêng để cho bạn dễ nắm hơn ha. Mình sẽ làm từng phiên bản. Rồi, chọn vô đây. Đúng bản của mình là ok. Thì khi sao chọn á thì cái nút này nó sẽ sáng lên. Đó, nếu mà chọn đúng á nó sẽ sáng lên. Đó, là mình lít vô thôi. Lít vô trong chỗ này. Đó, thì mình sẽ chờ một xíu. Thì khi mà mình lít vô đó đó thì cái tính năng hiển thị danh sách hot nó sẽ chạy. Đó là tính năng hiển thị danh sách hot lobby detective của Việt Nam. Mình sẽ
nó sẽ tự động load ra dựa theo cái dữ liệu người dùng. Rồi lúc đó mình sẽ play game thôi ha. Rồi mình chơi, mình sẽ mở game lên ha. Ok. Rồi trong lúc chờ cái tool nó đang chạy nha mọi người, nó đang chạy lót, mình sẽ chờ một xíu. Thì ở những cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm về cái những cái tính năng như là cài đặt mod hoặc là cài đặt mod ha, rồi cập nhật, rồi thêm những cái tính năng mod cho vừa Steam mà vừa cho bản FDTM Online luôn. Cái tool này nó sử dụng cho hai phiên bản đều được và nó hỗ trợ ở hai cái trang web, đó là web Game Map và Workshop luôn ha. Đối với trang web Workshop thì nếu là phiên bản Steam này thì mình có thể submod được ha. Ở trên Steam nó có sẵn cái submod, chúng ta có thể vào đây ta sub từng mod. Mình thí dụ. Rồi, mình có thể sub nhiều mod, những cái mod ở đây ha. Nhưng mà với cái việc sub như vậy á thì đôi lúc cái mạng của mình nó lắc hoặc là nó gặp sự cố gì đó. Nói chung là nó không có lót được mod thì lúc đó như thế nào? Lúc đó thì sẽ nó xảy ra một vấn đề là nó không có lót được mod. Mình không sử dụng được và game mình nó bị lỗi gì đó, lỗi hiển thị cái mod mình nó không chạy được. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tool ha. Hồi nãy mình quên bấm ok ha. Đoạn này mình sẽ mở lại cái tool này ha, đăng nhập Steam. Thì ở đó nó sẽ, cái tool này nó sẽ giải quyết cho mình luôn, nó tải được trên cả hai này và nó apply vào game luôn. Ok, mình sẽ đợi một xíu ha. Ở đây nếu các bạn nó không hiện Steam Group nhiều server thì cái bạn đó nó sẽ giúp mình, cái bạn tool này nó sẽ giúp mình hiện những cái hot lobby Việt Nam hoặc là detective gì đó tùy theo. Ok, đợi xíu. Do cái dữ liệu người dùng siêu dữ liệu nó hơi nặng một xíu ha. Nó phải trích sức lọc ra những cái server cũng như là những cái người dùng Việt Nam của mình trên một cái kho dữ liệu khổng lồ xuống. Cho nên nó hoạt động cũng khá là không gửi gọi là quá quá nhanh được. Tại vì cơ bản thì đây là một cái tool miễn phí. Thì miễn phí thì đôi lúc nó sẽ đi đồng với những cái hiệu sức. Thì mình chỉ đạt tới một cái mức độ đó thôi ha. Đó, thì khi mà nó hiện báo thành công á, thì nó ok. Thì nó sẽ hiện cái bảng như thế này. Thì nó hiện ra này thì nó đang trong quá trình nó tải từ từ. Thì các bạn có thể chờ một xíu. Nó sẽ lót rất là nhiều, nó đang lót á, nó đang trong cái đó, nó nhảy thêm một hot nữa không? Nó đang lót từ từ. Thì mình xài hàng miễn phí mà, thì mình về cái hiệu suất thì nó chỉ đạt tới một cái mức độ nào đó thôi, giới hạn thôi, nó không thể nào hoàn hảo lắm. Ở đây thì nó nhiều hot nữa. China ha. China Generi. Đúng rồi, China Gallery. Khá là nhiều hot ha. Ok thì đó, nó sẽ lock từ từ ha. Thế giờ ở đây mình thấy có một cái hot Việt Nam nè, của người Việt Nam mình nè, chơi Việt Nam á. Sẽ bấm vào John Detective. Rồi, đó, khi mình bấm John Detective đó, thì nó sẽ tự động kết nối vô cái server đó luôn. Đó, hoặc là những ở dưới cái phòng lobby, góc lobby của ai đó, nó sẽ tự động kết nối vô phòng. Thì ở đây mình sẽ tự kết nối vô một phòng này ha.
Rồi. Về tính năng mod thì mình sẽ hướng dẫn trong một cái clip sau, và trong cũng như cái bản OFD time online ha, mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn dễ nắm hơn ha. Thì cái tool này á thì nó hoạt động cũng khá là qua nhiều trải qua nhiều cái version rồi, thì mọi người khi mà đã sử dụng rồi á thì mọi người nên cố gắng xem kỹ cái hướng dẫn của mình, làm thật là chậm và từ từ đó để có thể nó chính xác nhất ha. Và đừng quên để lại giúp mình một like và một subscribe ở cái kênh này nhé, nếu các bạn thấy hay, cũng như là các bạn có thể vào nhóm Discord của mình ha, nhóm Discord của cộng đồng lớp 42 nữa đó. Vào đây chúng ta sẽ vào nhiều kênh hỗ trợ giúp đỡ nếu mà bạn cần vấn đề gì đó, hoặc là có thể giao lưu cùng anh em ở đây rất là nhiều ha. Đó. Hoặc là trên Facebook cũng có. Rồi, đây. Mình đã vô cái phòng rồi ha. Đó. Đó, toàn là anh em Việt Nam pin xanh lè luôn anh em ha. Đó, pin bao mấy mấy không á. Khá là đông luôn. Một chip này. Đó ha. Ok, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để mình có thêm động lực để làm tiếp những cái clip hướng dẫn khác. Ok, chào các bạn.